Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn xin giới thiệu bạn một linh kiện mới liên quan điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver. Đó là phần xương benzen của điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver. Trên tay mình đây là cả cái viền benzen bằng thép của điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver. Khi khách hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến BlackBerry Bud Bo Silver bị rơi, móp méo, xước cái phần viền thép xung quanh của điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý khách hàng các cái linh kiện của điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver nói chung và viền benzen của điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver nói riêng. Hiện tại viền benzen của điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver đã có sẵn tại Di động Cao cấp.vn. Quý hàng được miễn phí hoàn toàn công thay viền benzen điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm của Di động Cao cấp.vn. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 04 66 75099 để tư vấn và hướng dẫn thêm. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry Bud Bo Silver nói hàng đầu hiện nay.